truyền thông Thái Lan đưa tin nghi phạm vừa bị bắt giữ 28 tuổi là một người nước ngoài ở Thái Lan từ tháng 1 năm 2014. Đối tượng này mang hộ chiếu thổ nhĩ kỳ giả, mang tên Adem Karadak. Chúng tôi đã bắt giữ một đối tượng tình nghi là người ngoại quốc. Đối tượng này bị cáo buộc sở hữu các vật liệu nổ trái phép, nhưng dường như đối tượng không phải là một phần từ khủng bố quốc tế và động cơ hành động là do hận thù cá nhân. Theo thông tin mới nhất, đối tượng này nhiều khả năng thuộc một đường dây buôn lậu người. Tuy nhiên, một ngày sau khi bắt giữ, cảnh sát vẫn không có thêm thông tin mới khi đối tượng không chịu hợp tác. Cũng trong cuộc họp báo trên, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Pravut Thavonsiri Siri nhấn mạnh, cảnh sát cho rằng nghi phạm trên có liên quan đến vụ đánh bom tại đền Arawan, cũng như vụ nổ sau đó một ngày tại cầu Sathon gần bến tàu cùng tên. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều cuốn hộ chiếu khác tại căn hộ người này đang ở. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Thái Lan không nêu rõ đối tượng bị bắt giữ mang quốc tịch nước nào cũng như chưa đưa ra bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa nghi phạm bị bắt giữ với người đàn ông được cho là thủ phạm của vụ đánh bom được camera an ninh ghi lại. Trước đó cùng ngày, khoảng 100 cảnh sát và binh lính đã bao vây tòa nhà nơi đối tượng này sinh sống trước khi đột kích và bắt giữ y tại căn phòng thuê từ hôm 21 tháng 7. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm những nghi phạm còn lại.